hết đấy. Nhà đó đéo đi đâu, bao tiền đấy, không có bảo hiểm. Này này, mày kia trước rồi anh đã. Nhưng mà vợ về nhà vợ cứ buồn, vậy không? Cứ để nguyên xem. Này, sữa mẹ kém. Con nhà chú á. Sữa mẹ đâu mà sữa mẹ kém. Không. Mình ăn đằng này mình ăn ở đây trước, ăn được con bằng phát nó mút được ngay. Đâu nó là lúc đấy là con nó chưa quen chứ. Dạ cái này cũng quần cho nó ăn. Nó ngoài xin nó ăn. Tí nó ăn tí nó ăn đi tụi. Thế bà đạo cái này làm sao cho nó ăn nhiều. Cứ đánh nó mệt nó cứng quá. Hả? Cứng quá. Cứng quá. Ừ đánh như cái bữa cái chẳng bú là gì. Mày bú đấy em ạ. Bú việc cái gì. Mình chở thằng nhưng mà chưa còn hút một thằng nó đến ở thì lên năm nhở thế này còn hút được. Không, nhà cháu có chứa nó lớn to này nó không mặc. Người nào mà mặc thì dặn nhanh. Để cho anh đàn ông thưởng thức. Nó cứ mặc kín một chút. Cái nào anh bảo là chỉ được cua một to lắm. Đứt bên là nhưng mà đấy là ông đi bỏ xong ra đưa tiền cho ông một tát bảo ngay. Nhưng mà ông ấy nhẹ ngay, riêng ông ấy nhẹ ngay chuẩn thế dễ. Cái này có này phải làm dưới trước không? Ừ. Cái này phải làm dưới bằng trước rồi. Ừ. Nập chỗ gì cũng phải thế này thôi. Chui dưới. Tháng chân nó dài tháng là rộng tí tháng đấy mấy cái bà ở không ở phòng chỉ có đấy các bà ở phòng ngoài đấy đông ba bốn người ở phòng cái này các bà cứ một dạng này dơ cái gì các bà còn dơ nữa. Nhiên mỏ là thanh niên các bạn ghét không nhưng mà mày quan kiểu quan nhỏ mẹ nó bụng kéo có bụng thì mẹ nó đi lại còn lên giống ngày ông rượu còn mẹ nó vá xe đi bơm xe đạp xong thì mẹ hai vợ chồng nay nhau đi mà thích trong mà anh bảo thì anh phải sờ bụng mà bụng bé tí này đã đi đi nhiều mẹ đi này riêng đi bệnh viện vẫn vẫn nhà được hay không nhưng mà nói chung là nếu mà quá thì phải mổ phải đi tiền để các con bé đầu tiên trong này cao đi mẹ thắng vào nhà riêng nhà Hương Sơn sau này bọn bé đấy là chú phải cái đứa nào khám đầu tiên đấy nó căng nó lồng vào cái to nhỏ đấy, đây 500 nghìn đấy. Gọi này. Ngọt lắm đâu, nhẹ nhàng. Em ơi thế nào rồi, không quan tâm đến bộ kiểu không cho nó vào cái nó lấy ra xong nó bảo chưa được, nên đi mổ nó dọa đủ kiểu. Đây tôi lần đầu biết, nhận lần thứ hai cái đây. Mình ngu lần đầu ngu chưa. Mà chưa, để cho nó một tí tiền vào, 200 hoặc 500 vào. Chú hẳn 1 triệu. Em này thấy anh ấy cứ giữ dần đi. Là từ cái hôm bên này chưa phải quay cắt. Cho cháu cứ quay nó quá cháu cứ quay cắt. Cái con đấy nó khác một chút. Còn bắt đầu qua tay con bé đấy. Trướng này. Bao hôm bên này xong kia vô bọn kia có cắt đâu chưa. Mình kia này nó không có đỏ ấy.
truyền cái này úi sao được anh. Ở đằng kia bọn em làm thì ấy hết. Anh thấy mấy cái nhà thì mình cũng không thấy nó có sườn. Không 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 thể úp được anh. Không đi cho thôi bữa này này như này đấy nhỉ. Viên là thứ như 1.000 viên này. Mỗi viên mười loại đẹp là 13.000, loại đẹp xịn nhất.
cuối cùng là mưa. Nhiều lần con cái ông lớn hết rồi, đi hết rồi sao cái trong bạn thế này nó chưa có cái gì phải lo lắm, vội vã nó đỏ người đơn giản đấy, nhiều người họ ở đây họ mới thế, họ mới nuôi xong rồi họ cứ đúng đỉnh đó là đi người con tặng thế thì rồi việc gì phải vội vã, được gì phải suy nghĩ cho nó khổ ra, nên là bây giờ đủ có tiền để ăn quá. Ý tưởng là nếu như mà giả thử như mình ở trong mơ, nhưng mà đấy là cứ mơ, để theo em thì em cứ mơ, nhưng mà giả thử như sau này mà mẹ nó cứ cô ô tô đánh vào nhà biết đấy, cứ có quyền. Nhưng mà gia đình rồi thì ước mơ đấy là ước mơ, là tự nhiên là con cái mà cái đấy này là tất nhiên rồi, tất cả là bỏ hết cho nên nghĩ à, tôi đang nghĩ cháu chỉ biết là chúng em bỏ tí chiều bỏ cỡ nó ta cái giá này để ta lấy cây ta chuyển đi con khê. Xem tác phẩm của mình. Ủa, chú cháu anh em mình làm ra sao?